Mấy thằng nó đã ghét người khác thì có làm vậy á, ghét hơn giờ mà đánh hay hơn nó ghét, đánh vợ hơn nó sẽ ghét, kiểu đánh Đánh vợ vợ vậy mày đặt mày đặt livestream livestream. rồi, nói chung là kiểu gì nó cũng ghét ấy. Gì nó cũng ghét ấy. Thì nát lên vàng mà đánh bại cũng nhất. Vũ Đình Long Nhật, cứu em với, em gặp Elo âm phủ đánh không chịu được nhiệt. Anh đánh Esrean nhiệt quá. Đâu vậy luôn, thôi gọi đi coi trên chạy chút, gặp thằng trên chạy đã. À không có đường nữa, không có đường, nó đánh vào mắt mất tên ở trên chạy chút rồi, sẽ đánh con rồi. Trần Vũ Serat có đúng rank vàng không đấy? Vừa bảo không rồi. Đánh được cái gì được. Thôi đừng băng chủ, đừng băng chủ. Văn Chiến đánh một hồi cả team nó biết chơi đồng. Thái An Võ, cái nghề nó bạc. Ra vào nha, vào nha, vào nha. Hi hi, hai thằng tôi về đây. Ra luôn nha. Vào luôn nha, vào luôn nha. Dí có rồi, nhanh cẩn thận dí bắn cái rồi. Trong trường hợp nó chơi tôi rồi, ông sẽ dùng cái bộ kỹ năng đấy để cover. Làm phát đi không ấy.
Quang Ninh, nó vàng 2B cây gì? Quý Quách, chào em Sơn. Hoa đến gà ồn. Ba trăm ba mươi mốt phút mà pha được có 160 mà xả dị năng như kiểu định hướng cái đầu á, xả y định hướng như cái đầu luôn. Hai ba thằng đứng mà mấy góc đẹp 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 tiếng thì quăng rồi. Phạm Hoàng Sơn, thằng tóc anh kia. Phạm Tuấn Anh, 10 điểm. Các em đánh hay đánh hay tôi đánh rồi có gì tôi canh lan tôi còn đếp. Tao canh đứng gần không có gì có vừa cũng nhắc đừng có chạy xa tôi nhé. Đánh này chạy về nhà mua đồ xong mua đồ ra xong rồi. Mua đồ ra xong một mình gánh hết à. Hết cỡ. Trường Giang chịu rồi, sức nặng 1000 tấn không đỡ được. Đánh nhìn tôi không với lại nghe tôi nói á. Ờ chạy có vừa đang đánh nhau chạy về thẳng về nhà mua đồ. Không mua đồ xong rồi làm sao ra làm gì được nữa. Phạm Tuấn Anh, hổ đôi vai gầy. Thôi mà game này định sẵn là đánh về lai sẽ thua.